Dạ. Sẵn hôm dịp hôm nay tới vườn thì anh cũng lần này nó có mấy cái quả cam chín. À, anh được muốn thử tại vườn. Oh. Anh bẻ thử một trái cam cho Long ăn thấy mời mấy anh em để mình là cắt. Chín là đẹp rồi không nó anh? Chín rồi đó em. Dạ. Để anh sẽ cầm thử cho mấy anh em đó. Rất là ngọt nè anh. Dạ. Em thấy ngon chứ. Nó ngon với lại mình ăn cảm giác rất là yên tâm. An toàn ha. Không có sợ phân thuốc, bảo vệ thực vật giống như là những cái trái cây mà họ trồng theo cái mô hình kiểu khác. Thưa quý khán giả, thật là đặc biệt và thú vị khi mà tại vườn nhà được thưởng thức những cái quả cam mọng nước. Và người chủ vườn thì họ là người trồng ra và cũng chính là người tiêu dùng đầu tiên để kiểm chứng sản phẩm trồng cam theo hướng hữu cơ. Và ở những nhà vườn trồng cam tại đây thì bây giờ là không còn chuyện trồng nhiều, trồng dày mà là thưởng thức những trái cam sạch, cam ngon. Được biết là mình có hơn 20 năm trồng cam sành thì chắc là trước đây cũng trồng theo kiểu của những bà con nhà vườn thường trồng. Thì không biết là nguyên nhân vì sao mà mình lại quyết định là chuyển hướng từ trồng truyền thống sang cách trồng hữu cơ thưa anh? Nếu mà trước đây đó mình trồng dày với mật độ khoảng 1m, 1m2 đó, trồng theo cái kiểu người ta gọi là cam quy hoạch đó. Có nghĩa là trồng cho có cái số lượng cây nhiều. Thì như vậy đó là cái về cái năng sức á, thì nó được 1-2 vụ đầu à, thì nó có năng sức, và những vụ sau cái bộ rễ nó đương đều với nhau hết, nó thiếu dinh dưỡng thì bắt đầu nó cho năng sức thấp lắm. Còn mình trồng theo cái hướng hữu cơ như vậy đó thì thứ nhất là cái mật độ trồng nó vừa phải, nó không có quá dày, không quá thưa. Với thứ hai nữa mình sử dụng những cái phân hữu cơ để cho nó mang lại cái phát triển cái bộ rễ đó cho nó mạnh, nó khỏe, với cái cây nó có cái tuổi thọ cao hơn. Nãy giờ thì Khánh Long cũng có đi tham quan vòng vòng ở vườn của mình thì mình thấy là lên liếp nè, rồi xẻ mương đánh rảnh rất là đẹp. Không biết là phân thuốc mình đầu tư vào nữa thì như thế nào anh? Như đạm ở đây thì chúng tôi làm bằng cái đầu cá với ruột cá, mà mình có một cái loại men vi sinh để mình ủ với mật đường. Thì nó cái sản phẩm mình làm ra thì cái lượng đạm với canxi rất là cao. Còn như lân ở đây thì chúng tôi cũng giới thiệu ở đây, chúng tôi học cái quy trình làm á, thì mình làm từ cây chuối. À, cái chuối cây của mình anh sắt ra, mình đem mình ủ với một cái công nghệ men vi sinh thì nó sẽ lên một cái lượng lân rất là cao, mình thay cho cái vấn đề phân DAP để cho bón cho cây. Còn kali thì mình tận dụng những cái vị mà trái cây mà có vị ngọt á, giống như xoài hoặc là chuối, mà những cái vụ mà nó rất là rẻ đó ở ngoài thị trường thì mình mua về mình cũng ủ và để mình làm cái lượng kali để cho mình xài. Trồng theo cái cách cũ có nghĩa là trồng dày và xài phân vô cơ thì cái đạt hiệu quả so sánh là nó không có bằng cái hữu cơ này. Với thứ hai nữa, cái phẩm chất trái của mình mang ra thị trường á, nó không có bị tồn trữ cái những cái chất thuốc bảo quản hay là hóa học bất kỳ thứ nào. Qua một thời gian dài mình canh tác theo hướng hữu cơ này thì anh thấy là cái hiệu quả cũng như là cái thu nhập mang lại như thế nào anh? Về hữu cơ thì nó là cái sản lượng nó tăng dần lên và nó kéo dài được cái tuổi thọ cỡ khoảng cho cái cây thu hoạch khoảng 6-7 vụ trái được. Thì năm rồi mình bẻ khoảng 3 tấn trên 1.000 m2. Thì năm nay như cái lượng trái này thì nó khoảng cỡ vào tháng 6 là cao điểm nhất của cam sành giá cao đó. Thì cái vụ này đó thì so với năm rồi mình nhìn cái lượng trái đó là nó tăng lên cỡ khoảng 50%. Phân bón dù có giảm nhưng năng suất vẫn đạt từ 40 đến 60 tấn trên 1 hecta. Ở vụ thu hoạch mới đây, vườn cam này đã mang lại cho anh Bửu gần 1 tỷ đồng. Em quan sát cái cam này bên ngoài thì em thấy cũng rất là xanh, nhìn đẹp, hấp dẫn chứ. Thì không biết là cái chất lượng bên trong thì như thế nào anh? Thì cái chất lượng bên trong cái cam mà mình là thay theo quy trình hữu cơ đó. Thì thứ nhất là ở trong cái màu sắc của nó đỏ, nó đẹp. Thứ hai nữa nó không có bị sượng cùi, nước nhiều. Hữu cơ này đó thì sau khi mình thu hoạch vậy nè, giống như em về em lưu trữ hoặc là em chuyển phiên chợ này, phiên chợ kia đó, thì nó để lâu nó được. Nó không có bị héo, không có bị rụng cuống, rụng lá giống như mình xài cái phân hữu cơ. Vấn đề mà hội nhập đó thì chúng ta thấy rằng ai cũng về cần có một cái tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thứ nhất là an toàn về cái an toàn thực phẩm.